Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 20 tháng 10 tại hội trường Diên Hồng, nhà Quốc hội, thủ đô Hà Nội, Quốc hội khóa 13 đã khai mạc trọng thể kỳ họp thứ 10. Dự phiên khai mạc có Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, Nông Đức Mạnh, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân. Đoàn đại biểu Quốc hội khóa 13 tỉnh Vĩnh Phúc gồm các ông bà, ông Ngô Văn Dụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, ông Nguyễn Thế Trường, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa 13 tỉnh Vĩnh Phúc, bà Hồ Thị Thủy, phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa 13 tỉnh Vĩnh Phúc và các ông bà trong đoàn đại biểu Quốc hội khóa 13 tỉnh Vĩnh Phúc. Trước đó, các đại biểu Quốc hội đã vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Phát biểu khai mạc kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa 13, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cho biết, tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét thông qua 18 luật, 16 nghị quyết và cho ý kiến vào 8 dự án luật. Trong đó có những dự án luật quan trọng nhằm tiếp tục triển khai đưa hiến pháp vào cuộc sống. Thưa Quốc hội, tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét quyết định một số nội dung quan trọng. Đây là kỳ họp cuối năm, công tác xây dựng pháp luật tiếp tục được xác định là một nội dung trọng tâm với số lượng lớn các dự án luật nhằm tiếp tục triển khai sớm đưa hiến pháp vào cuộc sống. Sau khi cơ bản hoàn thành việc xây dựng các đạo luật về tổ chức bộ máy nhà nước, tại kỳ họp này, với tinh thần thượng tôn pháp luật, Quốc hội sẽ dành thời gian tập trung thảo luận, xem xét, thông qua các dự án luật, các bộ luật nhằm tiếp tục hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật về tư pháp, bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường, củng cố quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội, tổ chức và hoạt động của Quốc hội theo tinh thần của hiến pháp mới. Đây là kỳ họp cuối năm của Quốc hội. Bên cạnh việc tập trung cho công tác xây dựng pháp luật, Quốc hội còn tập trung xem xét các vấn đề về kinh tế, xã hội, ngân sách nhà nước. Quốc hội sẽ dành thời gian 12 ngày thực hiện chức năng giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, như các báo cáo về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2015 và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2016. Kết quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2011-2015 và định hướng chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020. Kết quả thực hiện ngân sách nhà nước năm 2015, dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2016. Quốc hội cũng sẽ cho ý kiến về các báo cáo về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2011-2015, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016-2020, kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020. Theo chương trình tại kỳ họp thứ 10, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Phúc sẽ tham gia đóng góp ý kiến vào nội dung chương trình của kỳ họp cũng như các dự án luật và truyền tải các ý kiến kiến nghị của cử tri Vĩnh Phúc đến Quốc hội cũng như các cơ quan chức năng xem xét. Trao đổi với phóng viên, bà Hồ Thị Thủy, phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội 23 tỉnh Vĩnh Phúc cho biết thêm. Để chuẩn bị cho cái bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân nhiệm kỳ 2016-2021 thì cũng lần đầu tiên tại kỳ họp này thì Quốc hội sẽ bầu Hội đồng Bầu cử Quốc gia, bầu Chủ tịch Hội đồng Bầu cử, phê chuẩn các phó chủ tịch và các ủy viên của Hội đồng Bầu cử Quốc gia và bầu Tổng Thư ký Quốc hội theo luật tổ chức Quốc hội năm 2014. Đó là những cái nét mới và cũng như những cái nhiệm vụ trọng tâm của kỳ họp thứ 10 này. Thì đoàn đại biểu Quốc hội Vĩnh Phúc chúng tôi cũng cố gắng tham gia tích cực và cũng có những ý kiến đóng góp để làm sao những cái nguyện vọng, tâm tư nguyện vọng của cử tri Vĩnh Phúc nói riêng cũng như là tâm tư nguyện vọng của cử tri cả nước gửi đến Quốc hội tại kỳ họp thứ 10 lần này. Đây là lần đầu tiên các đại biểu chất vấn trực tiếp chính phủ và tất cả các thành viên chính phủ những vấn đề cử tri quan tâm. Và để chuẩn bị cho bầu cử Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, lần đầu tiên Quốc hội sẽ bầu Hội đồng Bầu cử Quốc gia. Cũng tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ thảo luận, góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng. Kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa 13 sẽ làm việc trong 32 ngày, dự kiến sẽ bế mạc vào ngày 28 tháng 11 năm 2015.